Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa tể của đất trời, Đấng sáng tạo bảo tồn muôn vật thú dựng nên, Đấng thiết lập hội thánh và đi giữa hội thánh của Ngài trên đất. Cảm ơn Chúa, 110 năm qua Chúa đã thành lập và dẫn dắt hội thánh Chúa trên đất nước Việt Nam của chúng con. Tin lành đã đến tại tỉnh Đắk Nông, và 55 năm qua hội thánh Chúa tại vùng đất được thành lập. Hơn nửa thế kỷ qua, chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều vì ơn lành của Ngài đã đối đãi với hội thánh của Chúa. Từ trong những thuận lợi lẫn khó khăn, từ trong những lúc được dễ dàng cũng như trong những lúc thầm lặng, từ trong nội bộ lẫn bên ngoài, thế thải những đổi thay của thời cuộc xã hội, nhưng 55 năm qua Chúa vẫn y nguyên không thay đổi. Đức Chúa Trời của chúng con là Đấng luôn chăm xem con dân Chúa tại đây như con ngươi của mắt Ngài. Cho nên chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm vì Ngài là Chúa của chúng con. Chúng con thuộc về Ngài, chúng con là dân sự của Ngài, là bề chia của đồng cỏ Ngài. Ngài dẫn dắt chúng con từng bước một. Lúc Ngài đưa chúng con qua thử thách khó khăn, lúc Ngài tiếp trợ chúng con đủ nhu cầu tâm linh lẫn thụ thể, lúc Chúa cũng ban ơn cho chúng con để thấy được sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa, làm nền tảng cho đức tin chúng con bước đi giữa cuộc sống mà mọi người tưởng rằng hội thánh sẽ không tồn tại. Nhưng Chúa đã ở cùng, sai phái nhiều đầy tớ của Chúa đến đây tiếp nối công việc nhà của Chúa từ những người đầu tiên, từ những số ít là những số đông. Ở 1000 con cái Chúa tại chi hội này, chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều. Chúng con đưa lời đầu tiên để dâng lên Chúa để chúc tụng lời khen xứng đáng cho danh Ngài. Chúa ơi, xin Chúa nhận của lễ cảm tạ mà hội thánh Chúa dâng lên cho Chúa trong buổi sáng nay. Xin Chúa giúp cho chúng con sống xứng đáng với ơn ban của Chúa. Trong những nhận thức đúng đắn đó, chúng con xin Ngài thương xót để đem chúng con biết báo đáp các ơn lành của Ngài, là tiếp tục sống xứng đáng, cáo đáo tinh thần cứu độ của Chúa cho mọi người, và Chúa cho nhiều chiên lạc trở về chùa. Hội thánh của Chúa được mạnh mẽ trong đời sống tâm linh cũng như phương diện tổ chức. Chúa xin cho cái đề tớ của Chúa tại đây, ông bà mục sư mọi việc ban chấp sự và toàn thể con dân của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài biết nhu cầu của hội thánh Ngài, biết lớp kế thừa của hội thánh Chúa cần có sự dạy đạo một cách đúng mức, hội thánh được tăng trưởng. Và chúng con tin rằng ngày nào Chúa Jesus Christ chưa tái lâm, trách nhiệm của chúng con giữa cộng đồng của dân tộc chúng con sẽ lớn. Chúng con dâng lên lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cho cơ sở cái giáo dục của hội thánh đã được xây dựng và hoàn tất cách tốt đẹp. Đây là nơi mà chúng con ước ao có những lớp học tinh thánh, có những chương trình đào tạo, có mỗi một tuần có nhân Chúa hiện ra để học từ Chủ nhật. Chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều, và chúng con tin rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong hội thánh, Ngài sẽ làm trọn cho đến ngày Chúa chúng con trở lại. Chúa tiếp trợ mọi nhu cầu còn thiếu, vì Đức Chúa Trời chúng con là Đấng giàu có, vàng bạc là của Ngài. Phía trước còn rất nhiều những điều cần phải thực hiện. Xin Chúa cứ ban ơn cho mở đường một cách thật tốt đẹp, đầu thánh Chúa cứ phát triển chiều sâu cũng như chiều rộng. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng lên Chúa lời cảm tạ ngợi khen vì ơn lành Chúa ban cho suốt 55 năm qua từ khi hội thánh được thành lập, và cũng cảm tạ Chúa và dân cơ sở cái đấng ứng dụng ở tại chi hội này trong tay toàn năng của Ngài. Xin Chúa sử dụng mình cái hiệu quả cho công việc nhà của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con tin rằng Chúa nhận lời cầu xin của chúng con, nhận những cúng lễ của chúng con và tiếp tục ban ơn cho hội thánh Chúa tại đây cách dư dật tràn đầy. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vì mọi sự và hiệp ý thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin hội thánh đồng.